Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ô tô Thiện Nhân. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay kênh Ô tô Thiện Nhân sẽ xin trân trọng giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm xe tải van Kenbo phiên bản 5 chỗ, có một cái màu sắc mà mình đánh giá là một trong những cái màu sắc đẹp nhất của xe Kenbo hiện tại đang có trên thị trường. Chiếc Kenbo màu đen này là một trong những cái phiên bản mà bên mình đã cài đặt rất nhiều cái option trên cái thân xe này. Có một số đơn vị thì họ nói rằng đây là một trong những cái phiên bản 2020 cũng được. Thế nhưng mà thực tế ra là không đúng, nó chỉ là phiên bản 2019 thôi, nhưng mà mình lắp thêm một số các cái option khác mà khách hàng yêu cầu. Thì ở đây mình và các bạn sẽ cùng đi qua một vòng về cái sản phẩm này. Thì hôm nay thì mình lại không có người quay hộ, thế nên là mình sẽ không đứng trước ống kính như là mọi hôm, để mong các bạn thông cảm. Trước tiên này, vẫn một chiếc cái thiết kế nó rất quen thuộc với những chiếc xe Kenbo hiện tại đang có trên thị trường. Chúng ta vẫn có một cái chiếc xe, nó có một cái hơi hướng thiết kế nó nhỏ gọn, nó bo tròn. Chúng ta có cái logo Kenbo ở trước capo như này. Chúng ta có một cái logo hai cái cánh rất quen thuộc Kenbo. Chúng ta có khe tản nhiệt rất là lớn và to bản. Hệ thống đèn pha, cost pha bằng halogen bình thường thôi, rất rẻ, thay thế rất là rẻ, 50.000 một bóng. Chúng ta có hệ thống đèn sương mù nóng và nó sẽ phá tan các cái sương mù mà khi chúng ta đi trong các cái thời điểm mà buổi sáng sớm rất nhiều sương mù. Ở đây thì cái xe này bên mình sắp giao tới khách hàng, thì mình cũng làm gần như là hoàn thiện hết rồi. Chúng ta sẽ có một cái logo được dán đề can của Kenbo ở đây, TKB650. 650 nó chính là trọng tải của cái sản phẩm này. Euro 4 nó chính là cái tiêu chuẩn khí thải mà Việt Nam yêu cầu, tất cả những cái chiếc xe xuất xưởng ra thị trường thì phải có cái chứng nhận Euro 4 đó. Ok, thì cái sản phẩm này là sản phẩm xe tải van 5 chỗ và nó có trọng tải là 650 kg. Mình đã giới thiệu rất nhiều rồi, nhưng mình hôm nay mình sẽ chỉ đến các cái đặc điểm mà các bạn ít gặp trên những cái xe Kenbo khác. Ok, bây giờ là cái điểm đầu tiên này. Ở phía sau thì nó cũng không có gì khác biệt so với những cái sản phẩm khác, vẫn là cái logo Kenbo được dán đề can, logo hai cánh kia. Chúng ta có Euro 4 và có chữ Kenbo bên cạnh như này. Đây là cái biển tạm này, mình sẽ mở lên. Đấy, khi mà mở lên như này thì các bạn đã thấy được cái điểm khác biệt đầu tiên của cái sản phẩm này chưa? Thế là bên mình đã thực hiện là làm cái sàn bằng inox, bằng cái hợp kim cho cái sản phẩm này. Với những cái sản phẩm Kenbo bình thường thì nó chỉ là một cái tấm sàn nó bằng cao su thôi, dùng một thời gian nó sẽ bị vỡ và bị rách. Thế nhưng mà khi mà đã sử dụng cái sàn hợp kim như này thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm, chúng ta chở hàng nặng này hoặc là bất kỳ một cái sản phẩm gì thì nó cũng không gây ra bị hỏng cái tấm sàn như cái sản phẩm bình thường. Đấy là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai là cái sản phẩm này nó có cái tấm chắn điều hòa chính hãng như thế kia, nó rất là kín và nó đẹp. Với những cái sản phẩm của Đông Ben hay là của Photon chẳng hạn thì chúng ta phải chế cái tấm đấy, không có cái tấm đấy chính hãng mà phải chế. Ok. Một đặc điểm tiếp theo đó chính là cái hệ thống camera lùi và camera hành trình. Đây là cái camera đằng sau này. Thì mình cũng khách hàng sẽ yêu cầu mình là làm cái này cao lên một chút, có thể là thông thường mình làm ở đây này, mình đặt cái camera ở đây thì nó đỡ bụi. Thế nhưng mà không đó thì các bạn kỹ thuật lại đặt ở đây cũng được thôi, không sao cả. Nhưng mà hơi phiền với khách hàng là khi mà nó bẩn bụi thì mình chỉ cần lấy cái rẻ mình lau là xong. Ok, cái đặc điểm thứ hai của cái sản phẩm này đó chính là cái tấm dán phim cách nhiệt. Đây các bạn, khi mà các bạn nhìn vào các bạn thấy này, cái kính bình thường nó trong chứ nó không đen như này. Nó đen như này thì nó giúp là các bạn đi nắng các bạn sẽ không bị nóng ở trong khoang cabin. Đó là cái đặc điểm thứ hai. Cái đặc điểm thứ ba nó là cái ghế da. Đây các bạn nhìn ghế da màu be, màu kem, rất là đẹp. Đây là một trong những cái option mà khách hàng cũng lựa chọn yêu cầu mình làm. Ghế da rất là đẹp, chắc chắn. Tiếp theo là ở đây có trải sàn và bọc vô lăng. Nhưng mà xin lỗi các bạn là mình chưa, cái này khi đến giao đến tay khách hàng thì mình sẽ làm cái option đó. Cái trải sàn ở dưới như này, hai bên, và cái bọc vô lăng này vào. Đây là cái hệ thống camera hành trình này các bạn nhìn này. Tôi xin lỗi các bạn một chút. Đây là cái hệ thống camera lùi và camera hành trình này. Cái này mở lên là các bạn sẽ nhìn thấy được. Ok, thì mình đã vừa lượt qua một số các cái option mà bên mình đã từng làm cho, bên mình đã làm cho một cái khách hàng mà mình sắp giao ở Hà Giang. Thì anh cũng là một trong những cái
hai người mà thực sự là rất là tin tưởng mình, mình chân thành cảm ơn. Ok, thì nếu các bạn quan tâm đến cái sản phẩm này hoặc là muốn tư vấn thêm về cái dòng sản phẩm Kenbo này, các bạn hãy gọi cho mình 0987 3322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.